cho trái đất có lớn thế nào, em tin sẽ có một ngày mình gặp lại nhau dẫu đang ở đâu. Thời gian đôi khi là một phép màu cho em được quên đớn đau, mỉm cười cùng người ngày sau. Ngờ đâu tất cả chỉ mới bắt đầu, cho anh và em được viết tiếp chuyện tình ngọt ngào, và em luôn tin đôi mình là của nhau. Cuộc đời dài dột biết bao và thật nhiều điều lắm lâu, mình chỉ là những ánh sao nhỏ nhỏ giữa trời, được gặp lại nhau đã rất nhiễm màu. Và đường còn dài phía sau, đợi chờ đã từ rất lâu, ngày mà mình về với nhau, ngày mà người được thấy em cười xinh trong váy trắng, đi bên cạnh nhau đến bắt đầu. Định mệnh mình là của nhau, yêu anh một đời dài lâu. Cái gì hả? Anh nói sao? Thằng bé bị tới lâu hả? Được rồi, ở bệnh viện nào tôi sẽ tới ngay. Có vẻ như không ổn rồi. Tính cách nhân vật này là kiểu lạnh lùng, mạnh mẽ. Không thể quá xúc động như vậy được. Ok. Cái gì chứ? Thằng bé bị té lầu hả? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Ừ, nghe có vẻ ok rồi. Không rảnh. Đã nói không rảnh, nhây quá. Tôi có happy time với nhiều người lắm. Ông là người thứ mấy? Alo. Dạ đây, cô mời tới đây. Ai vậy? Tôi là Gia Khang nè. Cô mời tới đây đi. Gia Bảo đó. Ê, ê, này Gia Bảo. Đừng có, nè, trời ơi, Gia Bảo à. Nghe chú nè, Gia Bảo. Đừng, nghe. Đợi cô nãy giờ á. Gia Bảo đâu rồi? Đi theo tôi. Gia Bảo, con tưởng là bà không dám đánh con sao hả? Anh dừng lại.
Anh dạy con kiểu gì vậy? Con nít là phải được yêu thương dỗ dành, nhất là một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ như Gia Bảo. Anh đã không dịu dàng với nó thì thôi, anh lại còn định đánh nó nữa. Tôi sai rồi. Mình nói thì bị nạt, còn người ta nói thì quá đáng. Con gái có khác. Rồi chuyện này là sao? Thì Gia Bảo muốn gặp cô mà anh tôi không cho, muốn gọi điện mà cũng không cho luôn. Vậy là nó làm loạn lên. Chỉ vì hai lý do đó à? Ừ, cô rất là có ảnh hưởng tới Gia Bảo. Như cái hôm cô bất tỉnh trong nhà kho đó, Gia Bảo không cho ai đụng vô cô hết. Anh tôi phải bế cô ra ngoài đó. Tôi không nghĩ là mình... Thì tất nhiên rồi. Lúc ở bệnh viện á, Gia Bảo tỉnh lại rồi không thấy cô đâu. Nó khóc bù lu bù loa lên. Mai là có tờ giấy cô để lại nó mới nín. Còn hôm nay vì ăn no quá nên nó không xài chiêu tuyệt thực, nên chuyển sang làm trò quậy phá trong nhà. Ăn no quá thì cô yêu cầu nó mà. Bánh bao. Con vì không gặp được cô Đan nên mới quậy đúng không? Con có biết làm như vậy là sai không hả? Ngày hôm nay cô Đan nói cho con biết làm như vậy là sai đó, biết chưa? Sau này con không được làm như vậy nữa. Rồi. Con ngoan nha. Lát nữa cô Đan sẽ ru con ngủ ha. Xem ngay, ngoài hàng Anh có bộ Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Heo không cần ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ậu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ý à, ý à. Bánh bao ngủ rồi, tôi xin phép về đây. Cô Đan. Ừ? Tôi có một đề nghị. Lần trước bị nhốt trong kho, tâm lý của Gia Bảo càng thêm bất ổn. Chỉ có cô mới có thể giúp Gia Bảo trở lại trạng thái bình thường. Trong thời gian để đạt điều đó, cô có thể chuyển đến đây ở cùng Gia Bảo không? Hả? Tôi thấy là sẽ có nhiều bất tiện. Hay là sau này nếu Gia Bảo cần tôi sẽ tới. Lỡ như lúc đó lại nửa đêm thì cô chạy qua sẽ nguy hiểm. Tôi hy vọng cô vì Gia Bảo mà cô sẽ giúp tôi lần này. Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của anh được. Tôi về đây. Ê, Gia Bảo. Gia Bảo, con sao vậy? Sao con không ngủ đi? Bánh bao, con làm sao vậy? Ngoan ngoan ngoan, ngoan đừng khóc nữa, cô đang thương con. Nè nè, con đừng khóc nữa mà, cô đang thương con. Nín nha, nín nha, đừng sợ, có cô đang ở đây rồi. Nè, bây giờ cô vào ru con ngủ lại nha. Làm sao đây? Anh Bách, lần này tôi sẽ giúp anh, coi như để trả ơn lần trước Gia Bảo đã cứu mạng tôi. Cảm ơn cô. Đồ đạc ở nhà của tôi thì tôi sẽ nói người đi lấy cho cô. Nói vậy là vợ với nhau luôn hả? Em xong việc chưa? Ok, em hiểu rồi, em biến liền. Khóa cửa chính có mật mã là 230218. Còn đây là chìa khóa kho, Gia Bảo hay trốn trong đó.
À mà còn nữa. Từ từ khoan đã. Sao mà anh lại giao hết chìa khóa nhà cho tôi như vậy? Anh không sợ tôi đem hết đồ đi hả? Cô muốn dọn thứ gì? Tôi cho người dọn giúp cô. Nè, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi thấy cô đi mô tô có vẻ không an toàn lắm. Sau này có đi làm, cứ lấy xe này mà đi. Ủa, tôi tưởng anh đi làm từ sớm rồi. Hôm nay tôi nghỉ vì trong người hơi mệt. Vậy anh có muốn uống một chút gì đó cho tỉnh táo không? Thật ra tôi đang định xuống bếp pha một ấm trà tiện thể lấy giúp anh thôi. Dạ, mời ông chủ. Dạ, tôi xin phép. Con dễ cô hả? Ừ. Đẹp quá. À, con chờ cô một chút nha bánh bao. Để cô lấy điện thoại chụp lại. Hả? Con tặng cô đang luôn hả? Thiệt không? Ôi đẹp quá. Cô cảm ơn con. Yêu bánh bao của cô nhất. Đẹp thiệt đó. Bánh bao giỏi thiệt. Còn nhỏ mà dễ được như vậy là không phải dạng vừa đâu. Lần đầu Gia Bảo vẽ người đó. Thật hả? Ừ. Alo. Tôi nghe đây chị Trang. 12 giờ trưa nay họp báo công bố phim khúc đoạn trường tại White Palace. 12 giờ hôm nay hả? Ừ. Bây giờ 11 giờ rồi. Chị báo như vậy làm sao tôi kịp chuẩn bị quần áo với lại make up nữa? Thì tôi đã thông báo với cô trước 1 tiếng rồi. 1 tiếng chỉ đủ để tôi đi từ đây đến đó thôi. Làm sao mà tôi kịp chuẩn bị gì? Đó là chuyện của cô. Về nha. Đúng là con mụ phù thủy. Đồ trời đánh. Bánh bao ơi. Con coi như chưa nghe thấy cô đang nói gì, biết chưa? Mai mốt lớn lên á, không được mắng người ta như vậy. Mắng người ta như vậy là xấu lắm nha. Có chuyện gì sao? Hôm nay 12 giờ tôi có một cuộc họp báo ra mắt phim ở White Palace. Mà bây giờ 11 giờ kém rồi. Chị quản lý mới gọi điện cho tôi. Thì làm sao tôi kịp chuẩn bị? Chẳng lẽ để mặt mọc đi chắc? Nhìn cô vẫn đẹp mà. Cảm ơn anh. Nhưng mà dù sao cũng là họp báo ra mắt, cũng phải trang điểm rồi ăn mặc cho lịch sự. Làm sao mà lôi thôi đến đó được. Cô ta muốn hại chết tôi đây mà. Cô chờ tôi một chút.
Dạ anh Bách. Ờ Don Lê. Cô quen hả? Ờ không quen, nhưng là stylist nổi tiếng của công ty Empire, ai mà không biết. Là người nào anh Bách? Cô gái này. Ừ, đứng lên tôi coi. Lẹ lên. Xoay một vòng. Don Lê đến đây làm gì? Anh tới đây làm stylist cho cô. Cái gì? Stylist của công ty Empire làm sao làm việc với người của công ty Ever được? Hai công ty này cạnh tranh với nhau đó. Thì đã sao? Cô đi sự kiện gì? Họp báo ra mắt phim. Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi. Nè Gia Bách. Nè. Hả? Làm ơn cho tôi biết chúng ta đang làm gì được không? Don sẽ trang điểm và thay đồ cho cô ngay trong xe. Anh cũng đi theo hả? Nếu không đi thì ai lái? Với lại Gia Bảo cũng muốn ở bên cạnh cô một chút nữa. Đi thôi. Vừa đi vừa make up như vậy có ổn không? Ngoài đời là phim giả tình thật có phải như vậy không à? Anh Triệu Lạc thật sự là rất đẹp trai, nam tính. Có thể nói là chưa diễn viên nữ nào đóng chung với ảnh mà không rung động trước sự quyến rũ của ảnh. Nhưng đối với tôi thì sự rung động đó nằm ở một nơi khác mất rồi. Nghe nói người yêu của Hải Vy là Hoàng Thái Huy, con trai ông Hoàng Bình, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát. Được biết là qua hội điện ảnh Hạ Nguyên cũng từng casting cho vai diễn Thiên Vân nhưng mà không đạt. Vì lý do là cô ấy không đẹp hay là vì lý do khác thưa ông? Tôi nghĩ là ngoài vấn đề ngoại hình đẹp, chúng ta còn xét tới yếu tố là hợp vai của diễn viên. Xin hỏi đạo diễn, nghe nói lần này vai Thiên Vân được giao cho một diễn viên hoàn toàn mới. Tôi không biết là cô ấy có đủ khả năng để lột tả hết tính cách phức tạp của nhân vật này không? Việc đó các bạn hãy đợi đến khi phim khởi chiếu, các bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Riêng tôi lúc nào cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình. Nếu đạo diễn đó nói vậy, chắc hẳn ngoại hình của diễn viên này phải đẹp hơn hẳn Hạ Nguyên phải không? Tôi sẽ nhắc lại, ngoại hình đẹp chỉ là một phần trong việc casting nhân vật. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy diễn viên thủ vai Thiên Vân là ai. Không biết là hôm nay cô ấy có tới dự họp báo không ạ? Chắc chắn là cô ấy sẽ tới. Mời quý vị tiếp tục đặt những câu hỏi liên quan tới dự án. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Với tôi không có gia diễn lớn hay nhỏ,
mà chỉ có diễn viên lớn hay nhỏ thôi. Gia đình này là gia đình có tiếng tăm, có địa vị trong xã hội. Con đã về đây rồi, bỏ đi cái thói quê mùa và hạ đẳng đi. Đối với bên ngoài, mình phải công bố Nhã Đan là con nuôi, còn Hải Vi mới là con ruột của mình. Ta muốn mày rút khỏi gia diễn này. Gia diễn này con có được bằng thực lực của mình. Nếu như mày không tự rút khỏi cái dự án này thì đừng có trách tao không nghĩ tới tình cha con. Ông mà có tình cha con với tôi mày... hả? Tôi cũng đã cho chị một cơ hội rồi, là do chị không biết giữ. Đừng có trách tôi nha. Dạ đây. Ai đó? Dạ Bách đi. Đây là ở trong nhà vệ sinh nữ nha. Đừng có mà xạo. Thôi mà, tôi đưa cô về. Bỏ cô theo tôi về rồi. Nha. Bỏ ra coi.